Hello anh em nhé, hôm nay giới thiệu cho anh em một con Flycam này, trong tầm giá khoảng 3 triệu. Con này con KF102. Đây, anh em xem qua một vòng. Con này hiện tại thì đang có rất nhiều chức năng mới. Pin con này lên tận 3000mAh trên khoảng 25 phút nhé. Đây, anh em có thể đây, những chức năng này. Camera của nó 4K này, kết nối wifi 5G này, hạ cánh này. Ok, bây giờ mình mở sản phẩm cho anh em xem nhé. Anh em mua hàng cho mình đặc biệt là mình cũng tặng một cái bộ túi video này nhé. Đầu tiên mở ra này. Đây là con Flycam. Nhân vật chính này của chúng ta đây. Form dáng rất ok của mọi người em. Đây, em có thể nhìn ngang nhìn cái form dáng lúc gập này. Rất là ok luôn. Đây ok nhá, mình mở cánh cho anh em xem này. Con này nó hơn con L900 hoặc là con đấy thì nó là pin đặt lưng nhá. Đây, pin 2200mAh này. Sẽ được khoảng 2 đến 25 phút nhá. Ở trên cái rìa này nó có một cái đầu cảm biến OIS cho anh em. Ok, tiếp theo cái quan trọng thứ hai là cái camera của nó. Con này thì tích hợp hai camera nhé, một camera chính và một camera phụ. Thì con này nó gimbal hai gimbal này, chống rung hai gimbal cho anh em. Con camera này thì nó đang có chất lượng 2K 2024 nhé. Đây anh em chứng minh một lần nữa cái phong dáng của nó đấy. Ok, tiếp theo đến cái điều khiển của nó này. Tôi bật lên này xem. Có rất nhiều chức năng này. Hiển thị GPS này, báo thời lượng pin này, với cả định hướng của Flycam này, nó đang ở hướng nào ấy. Ok, thì ở trong các phím chức năng đây thì có bật GPS và tắt GPS này, định hướng này, lên và xuống này, đây là hạ cánh á, đây là bật quay phim chụp ảnh và bắt đầu. Thì con này nó có thể cài được iPhone 13 vào để anh em xem trực tiếp qua điện thoại nhé. Ok, còn một phần nổi bật của con này nữa là nó có cái cảm biến OIS này. Con cảm biến này vừa ra tháng 6 năm nay này. Con này là cảm biến va chạm, cực kỳ nhạy luôn. Bây giờ mình xin dẫn anh em bay con Flycam này nhé. Đầu tiên là mình bật cái Flycam trước lên này, giữ khoảng 3 giây giúp mình. Rồi, cái đèn này nó hiện lên này. Và cái đèn dưới đuôi nó đang nháy rất là nhanh này. Rồi bắt đầu bật điều khiển lên giúp mình. Ok, đẩy lên và đẩy xuống một phát, đợi khoảng 2 và đến 3 giây. Rồi, cái đèn này đấy, nó nháy chậm lại rồi ấy. Em bắt đầu bật GPS cho mình. Rồi bắt đầu ấn start. Rồi, cánh bắt đầu bay. Ok, bây giờ mình bay thử cho anh em xem nhé. Ok, sau đây mình dẫn anh em kết nối camera qua điện thoại nhé. Anh em giúp mình lên App Store hoặc Google Play ấy, tải giúp mình cái VS GPS Pro đấy ạ. Đấy, mình tải rồi. Bắt đầu khi tải rồi anh em vào cài đặt này. Ok. Đây, anh em có thấy cái wifi không mật khẩu đấy ạ. Kết nối vào. Ok, đã kết nối rồi nhé. Thì anh em vào ứng dụng cho mình. Đây, nó đang connect vào trong kết nối vào Flycam này. Bắt đầu vào. Đây, hình ảnh thực của cam này.
thì trong ứng dụng này nó có một cái định vị cho anh em này, hiển thị bản đồ cho anh em này. Đó, nên anh em không bay không sợ bị mất flycam đâu nhé. Đây hình ảnh thật đấy, mình quay trực tiếp luôn. Đó, cực kỳ sắc nét luôn. Ok ạ. Cảm ơn anh em nha.